Hà Nội mấy hôm nay trời cứ mưa rét suốt mà được một hôm trời đẹp nên phải tranh thủ đi làm thôi các bác ui. Vlog hôm nay dự là sẽ có siêu nhiều hoạt động đó nha, mà trước tiên thì mình cùng get ready nào. Mới tập thành thói quen tắm sáng thấy nhiều năng lượng cho cả ngày hơn á. Mà có bác nào dùng Lux này giống tôi không? Ôi thế mấy đứa bạn tôi chúng nó khen lắm mà giờ mới được dùng thử thấy thích thật. Mùi siêu siêu thơm như dùng nước hoa luôn á. Tôi thì đang dùng mùi hoa hồng, hương kiểu ngọt ngào này, có kết hợp giữa hương hoa và hương trái cây, phù hợp cho mọi độ tuổi luôn. Mà ngoài thơm ra thì em ý còn có chứa vitamin C, giúp dưỡng trắng và chiết xuất 100% tinh dầu thiên nhiên nên tôi thấy da nhạy cảm như tôi dùng vẫn yên tâm nè. Tắm xong thì không quên xịt thêm 1-2 pump nước hoa là đảm bảo cả ngày thơm tho tự tin hơn rồi nha. Hôm nay tranh thủ trời ngớt mưa nên là tôi phải đi sửa xe với đi bộ luôn, kiểu mấy ngày không đi bộ cảm giác rất là khó chịu luôn ý. Giờ thì mình sẽ đi mua đồ ăn sáng nhưng mà sẽ mua về nhà, tại bởi vì mình không thích ăn sáng ở ngoài một mình. Thật sự bảo là ăn sáng thôi nhưng mà bây giờ cũng phải tầm gần 11 giờ trưa rồi mọi người ạ. Đến tầm chiều chiều thì sẽ lên đồ để đi quay thôi. Đi quay xong rồi lại về nhà, rồi lại đi ăn tối các kiểu. Và cuối cùng thì mình về đến nhà rồi mà mọi người ạ, người vẫn còn mùi thơm rất là dễ chịu. Nó không phải là hương kiểu hương thơm nước hoa mà nó như kiểu là hương thơm cơ thể của mình ấy. Mà đặc biệt là em sữa tắm Lux này rổ giá thì cũng rất là học sinh sinh viên nha mọi người. Nên các bác có thể tham khảo thử nha. Hết ngày đi tắm rồi lại thơm tho và để nằm đi ngủ thôi mọi người. Bye bye mọi người, good night.